Em hiện tại là một cậu sinh viên trường nhạc. Dạ. Sinh viên trường nhạc. Dạ, vừa sáng tác rồi kiểu như hát hò các kiểu vậy. Năm nay năm mấy? Dạ năm cuối hả chị? Cũng tham gia biểu diễn hoạt động ở đâu chưa? Dạ có, cũng có tham gia một số show nhưng mà bấp bênh lắm chị, biết rồi ngành nghệ thuật mình mà. Em không có kiếm được nhiều tiền bên cái mảng này nhiều lắm. Nhà em ở đâu, quê ở đâu? Dạ quê em ở Bình Thuận. Vô đây lâu chưa? Dạ em vô đây 3 năm rồi, em xin mẹ là cho em học ngành này để em đi theo. Là vô đây là học trường nhạc luôn tới giờ đó phải dạ, không? Đúng rồi. Rồi hiện tại là sống ở đâu, sống với ai? Dạ hiện tại giờ em ở bên quận Tân Bình đó chị. Dạ em là sinh viên, em ở trọ rồi kiểu vừa làm nhạc vừa thỏa cái đam mê của mình. Thì tình trường sao? Dạ tình trường thì em yêu được một hai cô. Một hai cô quê ha, trên này? Quê có, trên này có luôn. Trên này là quen được bao lâu? Dạ em quen khoảng chừng một năm. Quen năm, mà lý do sao chia tay cưng? Dạ cô ấy thì thật sự thì không muốn em theo ngành này đâu. Bởi vì cái mối quan hệ ở ngoài á, cô ấy ghen tuông kiểu này nọ. Em thì chỉ muốn tạo cái mối quan hệ với mọi người một cách tốt nhất, em trả lời với những bạn nữ á, kiểu như bạn không có thích em trả lời tin nhắn với những bạn nữ khác, nhưng mà em trả lời một cách rất là đàng hoàng, em không có không, em không có quen, nhưng mà chị em trả lời là xưng bằng em này nọ thì cô ấy cứ, em biết yêu mà ai mà chả ghen đúng không chị, thì cô ấy thấy được cái vậy, thấy em nhắn tin với những gái khác thì cô ấy nghĩ là em quen, và cứ em mỗi cứ mỗi lần người khác tới bắt chuyện hay là nói chuyện gì đó là cứ mỗi lần như vậy em lại giải thích. Và cứ thế mà thật sự thì chuyện không có gì hết. Giải thích xong rồi cô ấy hiểu ok, rồi tiếp tục em lại làm như vậy. Không có giải pháp nào khác, không có cách nào khác để khắc phục được. Em thì nói thiệt em còn trẻ quá, em không biết cách giải vậy. Cô nào cô cũng ghen như vậy nữa rồi em định làm sao? Thì chắc ế suốt đời chị. Nó đùa thôi chứ thật sự có thể khi là thứ nhất tình yêu chưa đủ lớn. Em chưa tạo được cho người ta một cái niềm tin để người ta nghĩ rằng là em là của mình, là của nhau. Là dù cho mình đã là có ai, có cạm bẫy, có bao nhiêu cái gì đó hào quang ở phía trước thì cũng không thể lôi cuốn được mình. Có thể tụi em cũng nhỏ, chưa có đủ chín mùi để nghĩ rằng là chúng ta là một cái gì đó nó rất là sâu nặng với nhau. Chứ còn tình cảm trong tình yêu khi mà mình đã sống chết với nhau, sâu đậm với nhau thì có đối tượng thứ ba cũng chẳng có nghĩa lý gì. Đúng không rồi. Ai mà xen vô được cái chuyện tình của hai đứa, đúng không? Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Nói nếu mà nói tìm một bạn gái không xinh á thì nói xạo. Em muốn tìm một bạn gái nhìn được, ok, cũng xinh chút xíu, nhưng mà đặc biệt là sẽ hiểu em, cùng nhau đi. Em sẽ tập hiểu bạn, chúng ta cùng hiểu nhau, chỉ cần hiểu là chúng ta sẽ đi đến cuối con đường được. Ngoại hình, tính cách khùng, khùng. Kiểu như lâu lâu phải pha trò, những cái trò điên gì đó. Kiểu như vui, nó tạo cho mình cái niềm vui á. Kiểu như như một đứa con nít, như những đứa trẻ con mà khi mình đi chơi nhau ở ngoài, mình sống ở ngoài xã hội nó quá mệt rồi. Gọi là thích cái tài lạ lạ, năng động, hơi kiểu hơi là khùng biến thái chút xíu cũng được, đúng không? Dạ. Chứ không cần phải là thùy mị, đầm thắm, nết na, đặt đâu ngồi đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Em muốn là cô bé nó nhỏ tuổi hơn em, nhưng suy nghĩ lại chắc chắn hơn em. Khó quá. Nhỏ hơn em làm sao? Bản thân em mà còn chưa chắc chắn. Dạ. Em muốn tuổi dạ, nhỏ hơn em sao chắc chắn hơn em nó được? Nó mới có sự cân bằng đó chị. Nó mới giúp anh phải làm như vậy đó, anh làm như vậy đó, thì em ý kiến vậy thôi, còn anh suy nghĩ như thế nào là chuyện của anh. Đó là giống như là tạo cho em một cái gì đó nó đi một cách an toàn hơn đó chị. Để coi hôm nay em có may mắn hay không nha. May mắn thì gặp. Thông tin của em sơ bộ là chị cũng nắm rồi đó. Rồi em đến với chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ, em sẽ có 3 cơ hội. Dạ. Biết chưa? Biết, có 3 cơ hội không? Em có coi. Em có coi rồi. Giờ á, ăn thua mình thôi. Hôm nay là một cái, trong đây là gọi là mai mối, nhưng nó có một cái chút gì đó gọi là duyên tiền định là trời cho. Dạ. Thứ hai nó có một cái may mắn nữa, giống như là một cái canh bạc cuộc đời vậy đó. Hôm nay ra quân thắng hay thua chị còn chưa biết ha. Nhưng mà nói chung là hiểu được cái ý của em rồi. Bây giờ chị em mình sẽ đi dạo một vòng, xem là hôm nay có những cái đối tượng nào mà em có thể em chỉ định thì chị sẽ đến để chị làm quen giùm cho em. Dạ. Dao này cho em cầm đi, let's go. Em muốn ti gần lại cô áo đỏ này thử coi. Mà đi với con trai mà em chơi luôn hả? Phải không? Chắc chưa?
không biết phải bằng trai không nữa để... Ừ thì giờ ba em chắc chưa, hay là nhiều khi nhóm bạn đi với nhau thôi. Ừ đúng rồi. Rồi phải tia tia cô đỏ, tia tia cái anh này hoài. Không, em tia cái anh này để coi thử anh có giống là... Ừ. Kể chút xíu đi, kể chút xíu chứ để mất một cơ hội nha. Tôi tới mà người ta nói là em có bạn trai rồi hay là tôi từ chối là mất một cơ hội nha. Rồi, ok chơi luôn chị ơi. Màu đỏ phải không? Màu đỏ. Chắc phải không? Dạ. Tôi đi nha. Em phải kiếm chỗ em núp. Núp đi. Bạn trai này gan ghê luôn, người ta đang đi có trai đi chung mà bạn ấy dẫn tia. Em để xem, sao tôi nghi quá à? Tâm trạng tôi là bất ổn nhưng mà tại bạn trai này quá tự tin cho nên tôi chiều theo ý. Hello em, chào. Chào cưng. Dạ. Chị nói chuyện với mấy bạn xíu được không? Dạ, được. À, ở chị đang quay vô chương trình. Chương trình là Mai Mối Cùng Người Lạ. Có nghĩa là tụi em có coi chương trình này chưa? Có ai coi chương trình này chưa? Nói chung là hôm nay chương trình là đang còn đi tìm bạn cho một cái chàng trai. Mà bạn trai đó nãy giờ nhìn em áo đỏ này chói quá. Bây giờ em có bạn trai chưa đó nè? Dạ rồi. Nếu em bao nhiêu đó, bao nhiêu nay phải không? Dạ không, bạn em ở nhà. Ở vậy không, nhưng mà công nhận bạn đó hay. Cái bạn đó là thấy đi tụi em đi chung là có bạn trai luôn. Mà chị đã nói rồi, coi chừng bạn trai của người ta đó. Nhưng mà bạn đó nói bạn này, nhìn vô đoạn đó bạn này không phải bạn trai. Rồi xong phim. Cảm ơn cưng. Ngó lên trời, trời cao không có thấu. Mặc dù bạn trai đó không phải là bạn trai của cô gái kia, nhưng mà cô gái kia cũng đã có bạn trai rồi. Bạn trai đang ở nhà. Như vậy là em ấy đã mất đi một cơ hội rồi thưa quý vị. Không nghe lời tôi, cái cảm giác tôi bởi đây thích chói chói, thấy trưa nắng màu đỏ. Ê, nhưng mà cô gái màu đỏ đó mặc dù bịt mặt nhưng rất dễ thương nha quý vị. Có bạn trai rồi. Em đoán y chang mà. Thôi đừng có xạo, hồi nãy em nói là người ta chưa có bạn trai. Tào lao. Em đoán y chang. Một cơ hội đã đi qua rồi em à. Em đang thử vận may của mình 50-50. Tìa đi, tìa tiếp đi. Ê, ê, ở đằng kia có mấy cô ngồi, ba cô ngồi ngoài kìa. Đâu để tìa lên. Tìa coi. Trời ơi, cô có thấy, cái thấy ông ngồi tìa gái kìa. Coi kỹ coi. Có ba em phải không? Em thực hiện cái biện pháp nghiệp vụ của em. Đừng có gần quá. Em thấy rồi. Bé áo đen hả chị? Áo đen phải không? Mày lộ liễu quá. Về chỗ đi. Về chỗ đi rồi tôi đi cho. Chắc chưa? Chắc. Trời ơi sao xảy được. Có người ta có nữa. Bạn trai rồi luôn đó. Có bạn trai thì xui. Bình tĩnh nó bàn lại chiến thuật coi nè. Một lần rồi nha. Một lần rồi. Suy nghĩ cho kỹ, mất một lần rồi. Giờ theo chị sao? Chiến thuật của hai chị em mình sẽ như thế nào? Về sao? Là em vẫn muốn cái bạn áo đen đó đúng không? Chắc chưa? Dạ. Rồi chị đi nha. Chờ chị. Yeah. Bây giờ ta đi lần hai. Hello, chào hai em. Chị xin phỏng vấn em vài câu được không? Dạ được. Em tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Mai Thi. Nguyễn Mai Thư. Mai Thi. Nguyễn Mai Thi. Chị là tên là Cát Tường. Chị đang đi làm một cái chương trình gọi là chương trình Mai Mối. À, hồi đó giờ là chị hay làm chương trình Mai Mối. Em có khi nào coi chương trình của chị không? Có coi một thân rồi. Cái chương trình này là cũng khá mới. Mai Mối nè, không phải là Mai Mối ngồi quay ở trong phim trường hay trong quán ăn, mà là Mai Mối ở ngoài đường. Đó, Mai Mối Cùng Người Lạ. Thì hôm nay á, nhiệm vụ chị Tường á, là đang làm mai mối cho một cái anh kia. Nãy giờ anh kia anh từ xa anh nhìn, anh thấy em, anh rất là thích em. Chị tới đây để hỏi thăm thông tin của em. Trước tiên là chị hỏi em có bạn trai chưa? Dạ chưa. Chưa có bạn trai. Dạ. Anh kia anh có một món quà gửi tặng em. Bây giờ chị tặng em món quà của ảnh ha. Để em xem cho em có cùng nguồn cảm hứng rồi em đi cùng chị được. Dạ, không? Ok. Bài hát này là ảnh mới vừa sáng tác đêm qua. Đó, em bấm em nghe. Bấm vô đó. Mới tức thì và ngồi thu ngay tại chỗ luôn. Tình cờ em đến nơi đây, đưa anh vào cơn say. Xin hứa sẽ mãi
yêu em đến khi già đua. Em là thiên thần đó, em là đàn thơ đó, là tia nắng ấm áp chiếu sáng soi vào tim của anh. Nắm tay anh đi cùng anh đòn đường phía trước, tìm những điều mà mình ao ước. Ngắm bên khi nào nghe xong bỏ chạy luôn. Mỗi khi em thấy lòng này buồn chán, phiêu du đất trời mong muốn hóa thành kẻ lãng du vi phu ở xưa mấy ngàn, cho đến khi ngày tan. Hay quá. Sao hay sao? Giọng hay quá. Người ta học sinh viên năm cuối trường thanh nhạc mà, cho nên là hay là đúng rồi. Còn trước giờ có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ năm mối tình. Năm mối tình. Thật là tuổi trẻ tài cao. Bây giờ em có muốn có cơ hội đi với chị Từ tới gặp làm quen với anh này không? Dạ đi thử. Đi thử. Đi luôn. Chơi. Đi. Người ta năm mối tình rồi. Tới rồi. Rồi, xin mời hai bạn tự mở mặt nạ và tự trò chuyện với nhau. Trời ơi, mở lẹ dữ vậy. Chào bạn. Cho hỏi bạn tên gì hả? Tên là Mai Thi. Em thấy anh sao nè? Nhìn dễ thương hả? Cảm ơn em. Nhìn em quá trời xinh luôn. Em có thích âm nhạc không? Dạ, thích lắm luôn á. Em thích thần tượng nào? Nếu như mở Hàn Quốc thì em thích BTS với lại Blackpink. BTS với Blackpink, còn Việt Nam? Việt Nam thì em chỉ nghe cái nhạc hay em nghe, chứ em không có idol. Anh thì em thích chị Tường. Bây giờ anh sẽ hát tặng cho em một đoạn nhạc được không? Em thích nghe bài của anh viết hay là... Bài anh viết. Bài anh viết đúng không? Nhưng mà nhạc buồn được không? Biết là những yêu thương này sẽ theo gió theo mây và trôi xa chốn đây. Đâu ai đứng đợi mình mãi, đâu ai đứng chờ mình mãi. Khoác khẩu súng trên vai và mãi hy vọng về một ngày mai em sẽ trở về bên anh. Dù đó chỉ là một giấc mơ mãi ở anh. Anh đang bị khan giọng cho nên đang... Rồi, cảm ơn em. Còn đoạn rap nữa mà hiện tại giờ anh rất khan giọng. Okay. Say đó. Trời ơi. Ê, hôm nay trời thời tiết đẹp không? Trời ơi. Thời tiết đẹp không? Đẹp. Nắng đẹp quá ha. Nắng gắt nhưng mà em cảm thấy nó đẹp. Chị chia buồn với em. Sao chị? Tại vì bạn Thi với em là cuộc trò chuyện này không hợp lệ, không thể được. Lý do chị? Lý do là chương trình của chúng ta là chương trình mái mối tìm hiểu để mà tiến tới một cái gì nó xa hơn, để tiến tới một cái là hôn nhân gia đình, tại vì đây là một cái chương trình mái mối nghiêm túc. Nhưng mà tuổi em Thi mới có 16 trăng tròn. Trúc quê ở đâu? Dạ em quê ở Vũng Tàu. Rồi em chơi với bạn của mình lâu chưa? Dạ cũng lâu lắm luôn. Lâu là bao lâu? Thân không hiểu hết tánh tình nhau không? Cũng không hiểu cho mấy, tại vì lâu lâu mới gặp thôi vậy. Rồi Trúc có cái tánh xấu gì không? Bên đây bé tên gì quên rồi. Thi có tánh xấu gì không Trúc? Dạ cũng ở vừa bộn tí thôi chị. Bừa bộn có nghĩa là không ngăn nắp á hả? Ồ, thì chắc cũng còn nhỏ, tụi em nhỏ mà. Năm nay là Trúc nhiêu tuổi? Dạ em 16 tuổi. 16 tuổi? Ủa vậy là Thi nhiêu tuổi? Dạ Thi cũng bằng em luôn. Vậy là hai đứa đang làm gì? Dạ em đang học sinh. Vậy lớp 10 đó chị. Trời ơi, nghe tin như sét đánh ngang tai. Lớp 10, 16 tuổi là nhỏ hơn con tôi nữa, làm sao mà mai mối được. Không được rồi, phạm nguy rồi. Mà nhìn hai đứa nhỏ có vẻ nó trò chuyện dữ quá, phải ngăn cản lại thôi, không thể nào được. Em học lớp 10. Em học lớp 10 á. Có nghĩa là chưa có đủ tuổi để tham gia chương trình
Dạ. Chị vừa mới phỏng vấn bạn của Thi nên chị đã gọi là rất là tan nát như buồn cùng em. Cảm ơn bé Thi đã đi theo chị Tường, nhưng mà tuổi của bé Thi mới có 16 tuổi thôi, không có thể nào mà hẹn hò mai mối rần rần như vậy được. Ba mẹ ở nhà coi sẽ rất là buồn. Bây giờ mình phải lo học hành. Con xin lỗi hai bạn nha, không có được. Cho nên là cảm ơn em, nhưng mà đừng có nghe lời dụ dỗ của bạn này nha. Nè cưng nha, cảm ơn cưng, đi về đi học thôi, đi về đi học thôi. Buồn hết sức.